Chào mừng các em học sinh khối lớp 8 đến với giờ học trực tuyến. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết 49, dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Các em mở sách giáo khoa ra trang 134, chúng ta tìm hiểu đầu tiên công dụng của dấu ngoặc đơn. Ví dụ A Đùng một cái họ những người bản xứ được phong cho cái danh hiệu tối cao là chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do. Dấu ngoặc đơn trong trường hợp này được dùng để giải thích làm rõ họ là ai. Bởi vì nếu chúng ta lược bỏ cụm từ trong dấu ngoặc đơn những người bản xứ ra khỏi câu văn này, chúng ta sẽ không hiểu họ ở đây tác giả đang nói đến ai. Câu B Gọi là kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía. Chúng bám đặt sệt quanh các gốc cây, Ba khía là một loài cồng biển, lai like cua, càng sát tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt, ăn rất ngon. Các bạn thấy dấu ngoặc đơn trong trường hợp này là dùng để đánh dấu bộ phận dùng để thuyết minh. Về con ba khía, để người đọc hình dung được đặc điểm của con ba khía. Tại vì nếu chúng ta lượt bỏ bộ phận nằm trong dấu ngoặc đơn này, chúng ta sẽ không rõ ba khía là loài vật như thế nào, nó trông ra sao và nó được dùng để làm gì. Câu C. Lý Bạch sinh năm 701 mất năm 762, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc. Lúc mới 5 tuổi, gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Sương Long, thuộc Miên Châu, Tứ Xuyên. Các bạn thấy có hai dấu ngoặc đơn xuất hiện trong câu C. Dấu ngoặc đơn thứ nhất được dùng để bổ sung thêm thông tin về năm sinh và năm mất của nhà thơ. Lý Bạch. Dấu ngoặc đơn thứ hai dùng để bổ sung thêm thông tin Miên Châu thuộc tỉnh nào của Trung Quốc. Như vậy, cả hai dấu ngoặc đơn trong câu C có tác dụng là đánh dấu bộ phận bổ sung thêm thông tin vào trong câu văn. Như vậy, một vài lưu ý cho các em. Ví dụ như trong sách giáo khoa hoặc nhiều tài liệu khác hoặc nhiều những cái ngữ liệu khác các em đọc các em thấy một dấu hiệu ví dụ như nam cao sinh năm 1915 đằng sau có dấu chấm hỏi đặt trong dấu ngoặc đơn thì chúng ta thấy dấu ngoặc đơn trong trường hợp này là tỏ ý nghi ngờ chứ là chưa có xác định chính xác thông tin đó ví dụ thứ hai một thế kỷ văn minh khai hóa chúng ta thấy có dấu ngoặc đơn bên trong có dấu chấm than như vậy dấu ngoặc đơn trong trường hợp này là để tỏ cái ý mẻ mai của người viết đối với sự việc được nói đến ở trong câu. Như vậy tổng hợp lại, dấu ngoặc đơn có 3 tác dụng. Bộ dụng dấu... tác dụng thứ nhất là đánh dấu phần giải thích ở trong câu. Đánh dấu phần thuyết minh và đánh dấu phần bổ sung thêm thông tin. Chúng ta thử làm bài tập nhanh sau đây. Phần nào trong câu có thể cho vào dấu ngoặc đơn. Câu A: Nam lớp trưởng lớp 9A1 học rất giỏi. Câu B: Mùa xuân mùa đầu tiên của một năm là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Câu C: Bộ phim đất phương Nam do Việt Nam sản xuất rất hay. Chúng ta có thể đánh dấu ngoặc đơn ở những vị trí sau đây. Câu A. Câu B. Câu C chúng ta đi qua phần hai la mã dấu hai chấm sách giáo khoa trang 135 trăm chúng ta khảo sát ví dụ a rồi giấy chắc lanh quanh băng khoan tôi phải bảo được chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào giấy chắc nhìn tôi mà rằng anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nè thì em chạy sang chúng ta thấy có hai dấu hai chấm trong câu a và một điều đặc biệt hơn nữa là đằng sau dấu hai chấm là dấu gạch ngang mà hay gọi là dấu gạch đầu dòng. Và dấu gạch đầu dòng này, dấu gạch ngang này, đằng sau dấu gạch ngang này là lời thoại của nhân vật. Như vậy, dấu hai chấm trong trường hợp này là dùng để đánh dấu báo trước sự xuất hiện của lời đối thoại của nhân vật. Chúng ta đi qua ví dụ B. Như tre một hẳn, con người không chịu khuất. Người xưa có câu trút dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, tre là thẳng thắng bất khuất. Chúng ta thấy dấu hai chấm nằm ở vị trí này và đằng sau dấu hai chấm là dấu ngoặc kép. Như vậy, dấu hai chấm trong trường hợp này có tác dụng là đánh dấu hoặc là báo trước lời dẫn trực tiếp ở trong câu. Chúng ta khảo sát tiếp ví dụ C. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy là Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học Dấu hai chấm xuất hiện ở vị trí này Như vậy, tác dụng dấu hai chấm trong trường hợp C này là đánh dấu báo trước phần giải thích lý do thay đổi tâm trạng của tác giả Vậy chốt lại, chúng ta có Ba công dụng của dấu hai chấm. Thứ nhất là đánh dấu hoặc báo trước lời thoại của nhân vật. Thứ hai là đánh dấu báo trước lời dẫn trực tiếp. Thứ ba là đánh dấu báo trước phần giải thích hoặc thiết minh cho phần trước đó ở trong câu. Các bạn cùng làm cho thầy bài tập nhanh sau đây. Nếu công dụng của dấu hai chấm. Rồi một ngày mưa rào mưa răng răng bốn phía có quảng nắng xuyên xuống biển ống ánh đủ màu xanh lá mạ tím phớt hồng xanh biếc như vậy dấu hai chấm trong trường hợp này có tác dụng gì vậy các em nó đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó đánh dấu lời thoại trực tiếp hay đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó các em à nó đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó đủ màu là gồm những màu nào. Chúng ta đi qua phần luyện tập sách giáo khoa trang 135 136 bài tập số 1. Giải thích công dụng của dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích sau. Câu A. Qua các cụm từ tự nhiên, rõ ràng dứt khoát như thế không thể khác định phận tại thiên thư, định phận tại sách trời, hành khan thủ bại hư, chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại hãy nhận xét về giọng điệu của nhà thơ như vậy dấu hai dấu ngoặc đơn trong bài tập a này dùng để đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của các cụm từ tiệt nhiên định phận tại thiên thư hành khan thủ bài hư câu b chiều dài của cầu là 2.290 m kể cả phần cầu dẫn với 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn À, như vậy dấu ngoặc đơn trong trường hợp này dùng để thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ trong 2.290m chiều dài của cầu thì có tính cả phần cầu dẫn câu C để văn bản có tính liên kết người viết người nói phải làm cho nội dung của các câu các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau đồng thời phải biết kết nối các câu các đoạn đó bằng những phương tiện ngôn ngữ từ câu thích hợp như vậy, dấu hoặc đơn trong trường hợp này dùng để đánh dấu phần bổ sung thêm và đánh dấu phần thuyết minh. Chỗ người nói là bổ sung thêm, chỗ từ và câu là thuyết minh thêm đó các em ha. Chúng ta đi qua bài tập số 2. Giải thích công dụng của dấu hai chấm trong những đoạn trích sau. Câu A. Nhưng họ thách nặng quá, nguyên tiền mạc phải 100 đồng bạc lại còn câu, còn rượu, cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc à, Như vậy dấu hoặc, dấu hai chấm trong câu A này được dùng để đánh dấu phần giải thích cho ý họ thách cưới nặng quá Câu B Tôi không ngờ giấy chắc nói với tôi một câu như thế này Thôi tôi ôm yếu quá rồi chết cũng được Nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy dấu hai chấm trong trường hợp này có tác dụng đánh dấu lời đối thoại và phần thuyết minh cho lời khuyên của dễ cha. Câu C. Rồi một ngày mới rào, mưa răng răng bốn phía, có quảng nắng xuyên xuống biển, ống ánh đủ màu, xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc. Bài này hãy cho bài tập nhanh rồi nha các em. À, đánh dấu báo trước phần thuyết minh cho ý đủ màu là những màu nào. Chúng ta đi qua bài tập số 3, trang 136. Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích sau được không? Trong đoạn trích này tác giả dùng hai chấm nhằm mục đích gì? Các bạn thấy à, có bỏ được không các bạn? À, chúng ta có thể bỏ dấu hai chấm, nhưng nghĩa của phần đặt sau dấu hai chấm không được nhấn mạnh bằng phần trước. Tác giả dùng hai dấu hai chấm là để nhấn mạnh vào vế phía sau. Như vậy nếu chúng ta uh, bỏ dấu hai chấm chỗ này thì ý đồ của nhà văn không thực hiện được. Bài tập số 4 trang 137. Quan sát các câu sau và trả lời câu hỏi. Phong nha gồm hai bộ phận, động khô và động nước. Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được không? Nếu thay thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi? Ở đây, nếu chúng ta thay phong nha gồm hai bộ phận động khô và động nước thì chúng ta thấy có thể thay dấu hai chấm thành dấu ngoặc đơn trong trường hợp này nhưng người đọc sẽ coi phần trong ngoặc chỉ có tác dụng kèm theo chứ không thuộc nghĩa chính của câu còn nếu chúng ta viết lại như thế này thì không thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được vì với động khô và động nước không thể được coi là phần chú thích mà nó là một vế câu à, Nó là một vế câu thì chúng ta không thể nào thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được như vậy à, Và đây là phần các bạn ghi vào trong vở bài học Còn phần luyện tập, các bạn nhớ ghi bằng bút chì kết quả các bài tập vào trong sách giáo khoa của mình luôn nhé các em. à Về nhà các em xem lại cho thầy bài ghi làm những bài tập còn lại vào vở bài tập, xem trước và chuẩn bị những câu hỏi trong phần đọc hiểu của bài toán dân số để chuẩn bị cho tiết học sau. Chào tạm biệt các em. Cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Chúc các em học tốt.